Mệnh nữ tên là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, địa chỉ TP Hà Nội mệnh là Hải Trung Kim ngày sinh dương lịch là 9 tháng 8 năm 1984 lúc giờ 11, ngày sinh âm lịch là 13 tháng 7 năm 1984 lúc giờ Ngọ sinh vào năm Giáp Tý có ngũ hành là Hải Trung Kim tháng nhâm thân có ngũ hành là kiếm phong kim ngày ất hợi có ngũ hành là sơn đầu hỏa giờ nhâm ngọ có ngũ hành là dương liễu mộc với năm tháng ngày giờ trên sẽ hình thành nên tỷ lệ ngũ hành ban đầu. Mộc 7% là quá ít, hỏa 16,9% là cân đối, thổ 6,3% là quá ít, kim 49,4% là cuối nhiều, thủy là 20,8% là cân đối, tỷ lệ ngũ hành ban đầu cho biết vận trình trong cuộc đời diễn ra như thế nào. Ngoài ra còn cho biết tính cách sẽ hình thành ban đầu. Tỷ lệ ngũ hành ban đầu giúp suy ra tỷ lệ ngũ hành hiện tại được tích lũy qua từng năm. Nguyên nhân tỷ lệ ngũ hành mỗi năm biến động là do hai yếu tố, một là do vấn đề thời gian, hai là do môi trường. Tính cách thông qua tỷ lệ ngũ hành ban đầu của mệnh Hải Trung Kim có nhiều ngũ hành Kim là Kim chủ về nghĩa, tính tình cương trực, mãnh liệt. Người mà Kim thịnh là người không béo không gầy. Mặt trắng trẻo, lông mày cao, mắt sâu, sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn, tác phong quyết đoán, trọng nghĩa khinh tài, tự trọng người mà kim mạnh quá thì hữu dũng vô mưu, tham muốn. Bất nhân, người mà kim không đủ thì vóc người gầy nhỏ, tư cách vô tình, có khi nham hiểm, ham dâm, háo sát, biển lận. Tham lam, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, họ và tên chi phối 10% số mệnh họ tên và địa lý làm cho những người có cùng thời điểm sinh ra có số mệnh khác nhau theo thời gian họ đại diện cho tổ tiên họ mà tốt thì được tổ tiên giúp đỡ họ xấu thì không được giúp đỡ hoặc rời xa quê hương họ mà trung bình thì được nhờ tổ tiên và tổ tiên cũng được nhờ mình họ nguyễn đối với mệnh này là trung bình ngoài ra họ nguyện ý nghĩa là người có lòng nhân từ sự hiếu thảo đi kèm với mưu trí và quan sát mưu trí ở trên cao giống như nước của thượng nguồn đam mê sắc dục, ngũ hành thuộc thủy sinh ra mộc được kim tương sinh nhưng kỵ với hỏa và khắc với thổ. Tên lót đại diện cho anh em bạn bè tên lót mà tốt thì được nhờ anh em bạn ngược lại thì bị anh em bạn bè tranh đoạt và lợi dụng. Tên thị đối với mệnh này là trung bình ngoài ra tên thị ý nghĩa là xem xét, theo dõi, ngoài ra thị còn chỉ người con gái nhu mì mềm mại. Ngũ hành thuộc thủy sinh ra mộc được kim tương sinh nhưng kỵ với hỏa và khác với thổ tên đại diện cho bản thân và thành tựu tên cũng như khát vọng của cha mẹ tên mà tốt thì có được thành tựu tên xấu thì vất vả gian nan nên chọn các tên phù hợp để có số mệnh tốt hơn tên thanh đối với mệnh này là tốt ngoài ra tên thanh ý nghĩa là màu xanh thanh còn là sự thanh cao trong sạch thanh bạch luôn có khí chất điềm đạm nhẹ nhàng và cao quý ngũ hành thuộc mộc sinh ra hỏa được thủy tương sinh nhưng kỵ với kim và khắc với thổ tên nhàn đối với mệnh này là tốt ngoài ra tên nhàn ý nghĩa là thông thả, từ tốn, thoải mái, hàm nghĩa thái độ ung dung tự tại. Tần tự trước sau rõ ràng, ngũ hành thuộc thổ sinh ra kim, được hỏa tương sinh nhưng kỵ với thủy và khắc với mộc. Tên gợi ý nên chọn các tên có nhiều ngũ hành thổ hay có nhiều ngũ hành mộc vào trang website tên hay bế cưng com có danh sách các tên theo ngũ hành địa lý chi phối 30% số mệnh bởi vì địa lý tạo ra mỗi trường sung và chi phối văn hóa, lối sống, hành vi. Địa lý đóng vai trò lớn nhất trong việc chi phối số mệnh. Địa lý mà tốt và khá thì thành công ở nơi sinh ra địa lý mà xấu thì khó có được thành tựu cần phải di chuyển đến nơi phù hợp nơi bạn sinh ra là tỉnh TP Hà Nội. Có ít ngũ hành thổ có nhiều ngũ hành thủy đối với mệnh này là trung bình thủ đô Hà Nội nằm về phía tây bắc của trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Trong phạm vi từ 20 độ 34 đến 21 độ 18 vĩ độ bắc và từ 105 độ 17 đến 106 độ 02 kinh độ đông, tiếp giáp với 8 tỉnh là Thái Nguyên, Vĩnh Phúc ở phía bắc, Hà Nam, Hòa Bình phía nam, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên phía Đông, Hòa Bình cùng Phú Thọ phía Tây, mùa nóng bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 8, khí hậu nóng ẩm vào đầu mùa và cuối mùa mưa nhiều rồi mát mẻ. Khô giáo vào tháng 9 và tháng 10. Mùa lạnh bắt đầu từ cuối tháng 11 đến hết tháng 3 năm sau. Từ cuối tháng 11 đến nửa đầu tháng 2 rét và hanh khô. Từ nửa cuối tháng 2 đến hết tháng 3 lạnh ẩm và mưa phùn kéo dài từng đợt. Trong khoảng tháng 9 đến giữa tháng 11, Hà Nội có những ngày thu với tiết trời mát mẻ.